Bạn có nghĩ số nhà của mình có ý nghĩa nhất định hay không? Nếu bạn tin tưởng vào phong thủy, chồng sao thì những điều dưới đây có thể sẽ rất thú vị với bạn. Shutterstock Music. Số 1 là biểu tượng của ngôi nhà phù hợp với những cá nhân độc lập, có động lực mới trong cuộc sống. Đây là sự lựa chọn tốt cho những người là nhà đầu tư, doanh nhân. Điều tích cực năng lượng của số 1 trong thần số học thể hiện sự động lực và lòng tham vọng, biến nó thành một lựa chọn lý tưởng cho những người muốn giữ lấy tinh thần độc lập của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm tự do để thực hiện ý muốn, tự do nói và tự do trở thành chính bạn, hãy tìm kiếm một ngôi nhà với giá trị số 1. Điều tiêu cực tuy nhiên, sống trong ngôi nhà số 1 cũng đòi hỏi bạn phải cẩn trọng để tránh sự cô đơn. Tính khép kín của bạn có thể làm cho ngôi nhà trở nên lạnh lẽo vì bạn muốn ở một mình để triển khai ý tưởng của mình mà không bị làm phiền. Bạn cũng không thích khi người khác đụng đến đồ đạc của bạn hoặc đưa ra ý kiến tiêu cực về không gian sống của bạn, làm bạn ngần ngại khi mời người khác đến. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần phải vượt qua và mở cửa đón người khác vào, nếu không, bạn có thể cảm thấy cô lập so với thế giới xung quanh. Số nhà 2 đại diện cho sự cân bằng trong gia đình của bạn. Với ý nghĩa của số 2 là sự đối lập, kiểu nhà này mang lại không khí yên bình cho những người sống trong đó. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các cặp vợ chồng trẻ, gia đình mới, hoặc những người có mối quan hệ gắn bó. Điều tích cực số 2 trong thần số học mang lại năng lượng của sự hòa hợp và thân thiện, biến ngôi nhà thành lựa chọn hoàn hảo cho những người tập trung vào mối quan hệ, cả trong khía cạnh lãng mạn và thân thiết với gia đình. Nếu bạn mới bắt đầu cuộc sống chung hoặc muốn xây dựng một gia đình, việc chọn một ngôi nhà có số địa chỉ cộng lại là 2 có thể là một ý tưởng tốt. Điều tiêu cực tuy nhiên, đôi khi bạn có thể trở nên quá chần chừ, nhút nhát và thiếu quyết đoán. Những chuyên gia thần số học khuyến nghị rằng kiểu nhà này nên có một bức tường xung quanh để bảo vệ. Ngôi nhà số 3 trong thần số học là sự lựa chọn tuyệt vời cho những cuộc tiệc, sự hội ngộ với bạn bè và gia đình, mang đến năng lượng tích cực, tạo ra tâm trạng lạc quan, lòng yêu đời và sự tràn đầy nhiệt huyết trong mọi hoạt động. Điều tích cực số 3 trong thần số học mang theo ý nghĩa của tính tích cực, sự cân bằng, sự sống động và sáng tạo, biến nó thành một ngôi nhà hoặc căn hộ tuyệt vời cho những người muốn thể hiện khía cạnh nghệ thuật của họ. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm thêm hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống của mình. Vì vậy, nếu bạn đang mong muốn một không gian tích cực và lạc quan, một ngôi nhà có địa chỉ số 3 nên được xem xét. Điều tiêu cực tuy nhiên, khi tham gia vào các bữa tiệc, có thể khiến cho ngôi nhà của bạn trở nên hỗn loạn và mọi thứ trở nên không tổ chức. Cần phải chú ý đến vấn đề an ninh, tránh thị phi, đặc biệt là những lời đồn đại có thể tạo ra mâu thuẫn trong gia đình. Những ngôi nhà có số 4 rất thích hợp cho mọi sự kiện hướng đến sự chuyên nghiệp vì chúng có bố trí sạch sẽ, hợp lý và tập trung vào trọng tâm. Nếu bạn thường xuyên tổ chức các cuộc họp kinh doanh hoặc các sự kiện giáo dục, ngôi nhà này sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Điều tích cực trong thần số học, số 4 tượng trưng cho tính thực tế và ổn định. Điều này có nghĩa là tính cách của ngôi nhà này rất phù hợp cho những người muốn định cư lâu dài hoặc đang tìm kiếm sự đầu tư chắc chắn. Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một nơi mãi mãi cho mình, việc xem xét một ngôi nhà có địa chỉ số 4 theo thần số học là một ý tưởng tốt. Điều tiêu cực thách thức chính liên quan đến các ngôi nhà số 4 là chúng có thể trở nên buồn tẻ với thiếu trang trí, nghệ thuật hoặc phong cách. Nếu bạn sống trong một ngôi nhà số 4, bạn có thể cần thêm vào một số yếu tố sáng tạo trong thiết kế để tạo điểm độc đáo. Ngôi nhà này là sự lựa chọn phù hợp cho những người có tâm hồn tự do, đam mê khám phá và thích thám hiểm. Nếu bạn luôn tìm kiếm cuộc phiêu lưu tuyệt vời tiếp theo của mình, thì số nhà này là lựa chọn lý tưởng cho bạn. Số 5 trong thần số học mang đến tính xã hội, khả năng thích ứng và năng lượng tươi mới. Nếu bạn thích giải trí, muốn trở thành điểm trung tâm trong khu phố, hoặc chỉ đơn giản là muốn tận dụng tối đa cuộc sống của mình, hãy tìm một ngôi nhà có địa chỉ số 5. Nơi này đặc biệt phù hợp cho những người yêu thích du lịch, người thích thức khuya, không giữ chỗ ở cố định và có tính cách mãi mãi của người trẻ với một tấm lòng chất phác và ngây thơ.
tinh thần nhân văn, lòng nhân hậu và sự hài hòa là những giá trị mà nhà số 6 hướng đến. Nếu bạn là cha mẹ, những ngôi nhà này là nơi lý tưởng để bạn nuôi dưỡng con cái. Số 6 được coi là những hòn đảo yên bình tràn ngập tình yêu, và những người bước vào những ngôi nhà này ngay lập tức cảm nhận được sự bình yên. Điều tích cực trong thần số học, số nhà 6 tạo ra không gian an toàn nhất cho sự phát triển và hạnh phúc cá nhân. Điều này làm cho nó trở thành một ngôi nhà lý tưởng cho các gia đình chuyển đến một thành phố mới. Số 6 mang ý nghĩa của bảo vệ, hỗ trợ và sự ấm áp, biến nó thành một nơi tuyệt vời cho những ai muốn chăm sóc người bạn đời hoặc gia đình của mình. Nếu bạn muốn tạo ra một không gian ấm áp như một tổ ấm, thì ngôi nhà có địa chỉ số 6 có thể là lựa chọn phù hợp. Khi thiết kế ngôi nhà số 6, quan trọng để tập trung vào sự thoải mái. Đồ nội thất nên làm từ những vật liệu mềm mại và dễ chịu. Việc sử dụng màu sáng cho tường cũng là quan trọng để tạo ra không gian mở và tăng cường cảm giác ấm cúng. Trong thần số học, con số 7 được biết đến là biểu tượng của tâm linh và nội tâm, làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người tìm kiếm nơi trú ẩn và không gian yên bình để tận hưởng sự chiêm nghiệm với những bí ẩn của cuộc sống. Nếu bạn mong muốn một không gian để thoát khỏi cuộc sống hối hả, bạn có thể xem xét việc tìm kiếm một ngôi nhà có địa chỉ số 7. Ngôi nhà số 7 thường được coi là một nơi linh thiêng và trầm mặc đối với chủ nhân. Vì vậy, nó không phải là lựa chọn tốt để tổ chức các buổi gặp gỡ hay tiệc tùng. Ngôi nhà số 7 là không gian lý tưởng cho những hoạt động như cầu nguyện và thiền định. Khi bạn bước vào ngôi nhà này, bạn sẽ trải nghiệm sự yên bình và được giải thoát khỏi cuộc sống hối hả và náo nhiệt. Tuy nhiên, những người không ưa sự cô đơn và đơn độc nên cẩn trọng khi chọn lựa ngôi nhà này, vì đây là không gian riêng tư và bí mật. Nơi này rất phù hợp cho những người yêu thiên nhiên và muốn sống hòa mình với tự nhiên. Mặc dù có sự kết nối với thiên nhiên, nhưng ngôi nhà số 7 thường nằm xa đường lớn và có nhiều cây xanh mát. Đây là ngôi nhà dành cho những người tìm kiếm về tiền tài và quyền lực. Số 8 là biểu tượng của sự giàu có, hồi báo lâu dài và sự phong phú. Khi bước vào ngôi nhà số 8, bạn sẽ cảm nhận được hành trình vươn lên đỉnh cao của thành công. Ngôi nhà này thể hiện sự dồi dào và thành công. Đối với những doanh nhân tập trung vào việc kiếm lợi nhuận lớn, đây chắc chắn là một lựa chọn đáng đầu tư. Số 8 đại diện cho sự thành công và thịnh vượng, tạo nên một ngôi nhà tuyệt vời cho những người muốn xây dựng danh tiếng thông qua một không gian sống cao cấp với những điều vật chất đẹp đẽ. Nếu bạn đang trên hành trình vươn lên trong thế giới và muốn một ngôi nhà không chỉ hỗ trợ mà còn thể hiện sự thành công đó, thì địa chỉ số 8 có thể là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Nếu bạn là người yêu thích việc giúp đỡ người khác và hướng đến công việc nhân đạo, thì ngôi nhà số 9 là một lựa chọn lý tưởng cho bạn. Cửa sổ ngôi nhà số 9 luôn mở rộng, sẵn lòng chào đón và hỗ trợ mọi người cần sự động viên và lời khuyên. Nhà số 9 đại diện cho sự hạnh phúc viên mãn, mang đến một không gian linh thiêng giống như số nhà 7, nhưng mục tiêu của nó là chia sẻ sự hòa hợp đó với cộng đồng xung quanh. Năng lượng của số nhà 9 rất tập trung vào khía cạnh cộng đồng, làm cho nó trở nên lý tưởng cho những người mới đến một thị trấn mới hoặc những gia đình có trẻ nhỏ đang tìm kiếm sự giao lưu. Trong thần số học, số 9 là biểu tượng của lòng nhân đạo cao cả, luôn hướng tới những điều tốt lành cho nhân loại và là sự lựa chọn lý tưởng cho những người muốn tạo ra sự khác biệt tích cực trong xã hội. Tuy nhiên, một thách thức có thể là bạn và gia đình có thể không có đủ thời gian riêng tư, vì cửa nhà luôn mở rộng, đón chào mọi người mỗi ngày. Sự chia sẻ không gian này có thể mang lại niềm vui, nhưng đôi khi cũng có thể làm bạn cảm thấy kiệt sức.